Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip sửa chữa một số hỏng hóc của nồi cơm điện. Sau một thời gian sử dụng thì nồi cơm điện thường xảy ra một số hỏng hóc như mất nguồn điện cấp vào nồi cơm điện đun không nóng, nồi cơm điện bị mất đèn báo. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cách kiểm tra và sửa chữa một số hỏng hóc thường xảy ra khi sử dụng nồi cơm điện dân dụng. Để tiến hành kiểm tra và sửa chữa một số hỏng hóc của nồi cơm điện dân dụng thì ta cần chuẩn bị một số các dụng cụ đồ nghề gồm có Anten, đồ kỹ thuật và nồi cơm cần sửa chữa. Trước khi tiến hành kiểm tra tổng thể nồi cơm điện, ta tiến hành kiểm tra sơ bộ bằng cách kiểm tra nguồn điện vào nồi cơm điện, kiểm tra các đèn báo xem có hoạt động hay không hoạt động. Sau đó ta tiến hành mở nắp phía sau, phía dưới của nồi cơm điện. Sau khi đã phát hiện một số hỏng hóc trước mắt như bị tuột dây khỏi dơ le, ta tiến hành cắm lại các vị trí bị tuột dây. Vì hư hỏng của nồi cơm điện dân dụng, trước khi ta kiểm tra là do nồi cơm điện khi nấu không nóng. Vì vậy ta tiến hành kiểm tra mâm nhiệt bằng cách dùng đồng hồ Anten đặt ở thang đo điện trở. Ta tiến hành đo cuộn dây của mâm nhiệt xem cuộn dây có còn trị số ôm hay không. Khi đo ta phát hiện cuộn dây vẫn hoạt động bình thường thì nguyên nhân không phải là do mâm nhiệt. Ta kiểm tra lại các rắc nối của nguồn điện cấp vào cho nồi cơm. Sau đó ta nối dây nguồn cho nồi cơm và cắm thử nồi cơm điện xem các đèn báo đã hiển thị hay chưa. Sau khi đã cắm lại các rắc bị tuột bên trong nồi cơm điện, ta tiến hành cấp nguồn cho một nồi cơm điện và kiểm tra các đèn báo xem tình trạng hoạt động của nồi cơm. Ta tiến hành lắp lại các vít đã tháo ra để đưa nồi cơm về nguyên hiện trạng ban đầu. Sau đó ta đổ nước vào lòng nồi và đun nồi cơm, kiểm tra độ nóng của nồi cơm. Cuối cùng ta cắm điện cho nồi cơm và kiểm tra tình trạng hoạt động của nồi cơm. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip kiểm tra và sửa chữa một số hỏng hóc của nồi cơm điện dân dụng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.